Cùng chuyển sang những tin tức y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, thời gian gần đây tại Hà Nội, số bệnh nhân mắc cúm có dấu hiệu gia tăng. Trong đó thì có nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh phải nhập viện điều trị. Và đáng lo ngại hơn, vài năm trở lại đây, trẻ mắc cúm thường có những triệu chứng nặng hơn như sốt cao đột ngột, uống thuốc không hạ và thậm chí có tới 45% trẻ có biểu hiện co giật. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi điều trị tại bệnh viện địa phương nhiều ngày không đỡ, bệnh nhi 6 tháng tuổi ở Hà Tĩnh này đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Do có bệnh nền là viêm phổi nên khi mắc thêm cúm, tình trạng suy hô hấp của trẻ nặng nề hơn. Khi mà vào viện thì phổi cũng đã xấu và cái nhiễm trùng đường hô hấp khá là nặng. Cộng cái cúm nữa thì làm cho cái phổi nó lại càng tổn thương nhiều hơn và cái tình trạng suy hấp nó tiến triển nhanh hơn so với những trẻ khác, và đặc biệt là bạn này cũng nhỏ tháng, những cái diễn biến cũng cấp tính. Nhưng sau khi mà đã được các bác sĩ điều trị tích cực thì hiện tại tình trạng đã cải thiện hơn. Khi mà vào viện thì bạn ấy phải thở oxy, khí dung vỡ hút và chúng tôi đã sẵn sàng là có thể nguy cơ phải vào ống nội khí quản thở máy. Rất may là mình điều trị kịp thời thì mình giữ được cho bệnh nhân là không phải vào ống nội khí quản thở máy, thì cái thời gian mà nằm viện nó sẽ kéo dài hơn. Tuy nhiên, không chỉ bệnh nhi trên, 3 tuần trở lại đây, số trẻ mắc cúm có biểu hiện nặng, cần phải nhập viện điều trị có xu hướng tăng. Đáng lưu ý, các bác sĩ cho biết, diễn biến của trẻ khi mắc cúm bây giờ cũng khác so với trước. Nếu như trước đây 10 năm, trẻ mắc bệnh hầu như chỉ có biểu hiện viêm long đường hô hấp kèm sốt, thì từ năm 2019-2020 đến nay, trẻ có triệu chứng nặng hơn rõ rệt. Thậm chí có đến 45% trẻ có triệu chứng co giật, 6% trẻ khi nhiễm virus cúm có biểu hiện viêm não. Các cái biểu hiện của các em bé thông thường là sốt cao liên tục trên 38 độ rưỡi, 39 độ và không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Em bé ăn uống kém, mệt mỏi và có nhiều trường hợp mà có cái biểu hiện co giật. Và cái diễn biến bệnh cúm bây giờ cũng có những cái điểm khác so với trước đây. Ví dụ trước đây, cách đây khoảng 10 năm thì bệnh cúm thường là chỉ là những cái viêm long đường hô hấp trên thôi, cộng với triệu chứng sốt thôi. Còn ngoài ra thì không có các cái biểu hiện thần kinh. Nhưng mùa cúm năm 2019-2020 thì đã có những cái triệu chứng nặng hơn rõ rệt. Ví dụ như các biểu hiện thần kinh như co giật chẳng hạn đến khoảng 45% và có khoảng 6% số các em bé sau khi nhiễm virus cúm thì có cái biểu hiện viêm não. Đấy là những cái biểu hiện về mặt thần kinh mà hết sức nặng nề. Các bác sĩ cũng cho biết cúm thường diễn biến lành tính, hồi phục trong vòng từ 2 đến 7 ngày. Nhưng đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ có bệnh nền, thì bệnh có thể diễn biến nặng hơn, dễ biến chứng. Để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng cúm. Ở những cái thời điểm có dịch bệnh như thế này, thì những cái bệnh dịch gì mà đã có vaccine thì chúng ta nên xem xét lại cái quyển sổ tiêm chủng của các em bé, xem là còn thiếu vaccine gì chúng ta chưa tiêm thì nên cho em bé đi tiêm kịp thời. Một vấn đề nữa, đấy là khi mà có dịch bệnh như thế này mà một em bé không may bị mắc bệnh, thì phụ huynh nên thông báo cho cô giáo hay cho những người quản lý ở những cái chỗ mà em bé sinh hoạt tập trung ấy, để các bạn khác có các biện pháp phòng bệnh, ví dụ như vệ sinh đường hô hấp, ví dụ như nhỏ mũi hoặc là xúc họng nước muối để làm giảm cái nguy cơ mắc bệnh. Không chỉ có trẻ em, tại một số bệnh viện khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, số người lớn mắc cúm nhập viện cũng tăng. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thực hiện đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, nước sạch, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Bên cạnh đó, cũng cần ăn uống đầy đủ chất để nâng cao thể trạng, tăng cường đề kháng phòng bệnh.